Chào các bạn. Mặc dù là rất muộn rồi nhưng mà mở cái đống inbox tin nhắn ra thì thấy quá nhiều mẹ nhắn tin và hỏi cách để dán đúng cái bộ huyệt hạ sốt cho con. Vậy nên thì mình quyết định là dù đã muộn rồi nhưng mà vẫn sẽ livestream để nói về cái việc hạ sốt cho trẻ nhỏ. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa thì mình không phải là bác sĩ nhi và mình cũng chưa từng học qua bất kỳ một trường lớp chính quy nào về y khoa. Tuy nhiên thì với cái kiến thức về diện chẩn cũng như là kiến thức chăm sóc con nhỏ, năm nay con mình 5 tuổi, thì mình cũng xin trao đổi với các bạn về cái chủ đề là hạ sốt cho con. Vâng, chào bạn Tình. Hẹn gặp bạn một ngày gần nhất ở Quảng Ninh nha. Tháng 6 được không? Thế thì cái việc hạ sốt cho con thì mình xin lưu ý các bạn một chút trước khi mà hướng dẫn cái bộ huyệt dán để hạ sốt cho con. Thì đầu tiên là xin các mẹ hãy để cho con được quyền sốt. Bởi vì cái việc là khi mà cơ thể bé sốt là để nó báo động cho toàn bộ cơ thể tự sản xuất ra kháng sinh, đề kháng tự nhiên để chống lại bệnh tật. Vì thế mà khi con vừa mới chớm sốt nhẹ thì các mẹ đừng có cuống lên và làm mọi cách để hạ sốt cho con. Thì xin thưa đấy là một việc làm vô ích, vô nghĩa và tước đi cái quyền là được ốm, được sốt của con. Không biết là cái phát ngôn này của mình thì có gây sốc và bị các mẹ phản đối không, nhưng mà đấy là cái kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ và cũng là cái kiến thức mà mình đọc được từ rất nhiều tài liệu sách báo của cái bác sĩ về nhi khoa rất là uy tín. Vậy nên mình khuyên các mẹ là đối với những bệnh mà con ví dụ như là mới chỉ sốt có 37 độ 5 hay là 38 thôi thì cũng đừng có sốt ruột mà đã phải hạ sốt ngay cho con. Trẻ con thì cái thân nhiệt của nó rất là cao, nên là nếu trẻ sốt từ 37 độ 5 cho đến 38 độ 5 và mình thấy là bé vẫn chơi, vẫn ăn uống bình thường, không lờ đờ, không mệt mỏi thì hãy cứ để con sốt. Thế và mình nên áp dụng những cái cách hạ sốt tự nhiên cho trẻ. Một cái cách mà mình áp dụng mà hiệu quả nhất cho tôm đó là cho bé uống nước bưởi. Uống nước bưởi, mình xin nhấn mạnh là uống nước bưởi ép. Bởi vì nếu mà ăn quả bưởi thì cái tép bưởi nó rất là khó tiêu và bé có thể gặp những cái tình huống chướng bụng, đầy bụng, đau bụng. Thế nhưng mà nếu mà uống nước bưởi ép thì nó có cái chức năng là làm tiêu viêm và làm giải nhiệt, cũng như là bổ sung vitamin cho bé. Nên cái việc là các bạn cho con uống nước bưởi ép sẽ giúp bé hạ sốt. Thế còn cách nữa mà để giúp bé hạ sốt nhanh hơn đó là cho bé ngâm mình vào một cái chậu nước ấm. Bé có thể là vừa tắm vừa chơi và hạ sốt cũng rất là nhanh. Cách nữa mà để giúp bé hạ sốt tự nhiên đấy là mình chườm khăn lạnh. Thế thì bình thường là các mẹ sẽ chườm lên trán của con đúng không ạ? Thế nhưng mà một cái kinh nghiệm mà để hạ sốt rất là nhanh đó là các bạn buộc một cái tất lạnh vào cổ chân, vào hai cái bên cổ chân của bé. Thì đấy là cũng là một cái cách hạ sốt tự nhiên và rất là hiệu quả. Thế còn trường hợp mà bé bị sốt, có hai trường hợp xảy ra là bé bị sốt nóng và bé sốt lạnh. Sốt nóng nghĩa là toàn thân bé nóng bừng lên và bé đạp tung chăn ra. Thì cái trường hợp sốt nóng đấy mình nên hạ sốt, mình nên cởi đồ của bé ra cho thoáng mát và cho bé ngâm vào một chậu nước ấm. Thì cái cách đó là cách hạ sốt hiệu quả đối với trường hợp sốt nóng. Thế còn đối với trường hợp mà sốt lạnh, tức là bé rét từ bên trong rét ra,
đầu thì nóng nhưng mà chân tay thì lạnh. Thì lúc này mình sẽ phải làm mọi cách để làm chân tay bé ấm lên. Thì khi mà nó cân bằng nhiệt ở chân tay thì tự nhiên đầu sẽ hạ sốt. Cách này thì mình cũng vừa mới áp dụng cho Tôm. Bạn ấy vừa mới bị viêm tay giữa 4 ngày. Thì mình cũng chỉ áp dụng cái cách là làm nóng chân lên thì là bạn ấy đã hạ sốt rồi. Và đối với lại cái ăn uống thì các mẹ lưu ý là cho con uống các cái loại nước ép. Ví dụ nếu mà con uống nước bưởi chán rồi thì có thể đổi sang nước ổi hoặc là nước nho. Đấy là những cái hoa quả mà an toàn cho bé. Thế còn đối với diện chẩn thì sẽ can thiệp như thế nào trong cái trường hợp là bé bị sốt? Thế thì sẽ có một vài những cái bộ huyệt, một vài cái huyệt để giúp bé làm mát. Tốt nhất là các mẹ sẽ dùng cách là day huyệt. Tuy nhiên thì nếu mà bé không có hợp tác, không có cho day huyệt thì các mẹ cũng có thể dán cao. Nhưng mà các bạn chú ý là cắt cái miếng cao nó nhỏ thôi. Bởi vì nếu mà các bạn cắt miếng cao nó to quá thì vô tình là nó sẽ lại làm cái tình trạng sốt của bé nó trầm trọng hơn. Vậy thì cao ở đây mình nhắc đến đấy chính là cao salon pass. Các bạn cắt những cái dây cao nó nhỏ như thế này nhá. Và khi mà mình tước nó ra như thế này, thì mình cắt nó thành những cái miếng vuông nhỏ xíu như thế này thôi. Mình thấy các mẹ báo cáo chụp hình ảnh feedback lại các mẹ cắt to quá. Đừng có cắt to như vậy. Thế thì bây giờ mình hướng dẫn là cái trường hợp đầu tiên là bé mà bị sốt nóng toàn thân. Nóng toàn thân thì mình sẽ dán hai huyệt duy nhất. Đấy là huyệt số 26, giao của hai cái cung mày này, thẳng sống mũi đi lên này. Huyệt 26 nha. Và huyệt 143. Vừa nãy có mẹ inbox hỏi là chị ơi huyệt 143 dán như thế nào? Thì huyệt 143 nó ở cái đường này của cánh mũi này, ở của mũi này, chân mũi này. Đó, huyệt 143 nó ở đây nha. Thì đây là hai cái huyệt mà dán cho trường hợp là sốt nóng toàn thân. Thế còn nếu mà bé bị sốt nhưng mà lại lạnh chân tay thì mình sẽ không dán cái huyệt 143 này nữa, mà mình sẽ dán huyệt số 0 ở ngay lỗ tai đi ra. Các mẹ nhìn thấy chưa ạ? Rồi. Và hai cái huyệt này là mạnh nhất để mà hạ sốt cho bé. Và trước khi dán thì mình có thể dùng ở cái đầu giò để mình day. Thế và ngoài ra khi mà các bạn kết hợp dán huyệt thì cũng nên là cho bé uống nước hoa quả rồi uống nước bù điện giải để bù nước cho bé và sử dụng các cái cách hạ sốt thông thường khác. Và nhớ là nếu mà chưa sốt cao quá đến 39 độ thì đừng có vội vã cho con uống thuốc hạ sốt. Chúc các mẹ ứng dụng diện chẩn vào chăm sóc con cái thành công. Và các mẹ có thể search những cái từ khóa ví dụ như là hạ sốt bằng diện chẩn, chữa hạ sốt cho con bằng diện chẩn, thì trên Google sẽ trả về rất nhiều kết quả. Và các bạn hãy like Facebook cũng như là theo dõi Facebook của mình để có thể có những cái thông tin chăm sóc sức khỏe cho con được cập nhật hơn. Ngoài ra thì hiện nay mình đang phát triển cái kho thông tin cũng như là các cái cách chữa bệnh trên trang diện chẩn online để sốt cao nhất bao nhiêu trước khi hạ sốt. Khi mà bé có dấu hiệu sốt là mình đã bắt đầu can thiệp bằng các cái cách là cho uống nước hoa quả ép rồi có thể là lau chân tay cho bé để người bé nó mát hơn. Thế còn khi mà
cái sốt của bé nó vẫn cứ duy trì ở 37 độ rưỡi, 38 độ rưỡi, thì mình vẫn áp dụng cái cách là cho con ngâm nước nóng, nước ấm hoặc là day huyệt diện trần. Thế còn khi mà mình thấy là đến 39 độ rồi mà bé vẫn có cái dấu hiệu là bắt đầu lờ đờ mệt mỏi, thì lúc đấy mình nên cho bé uống thuốc hạ sốt, hoặc là sẽ phải can thiệp những cái biện pháp mạnh hơn như là cho truyền nước hoặc là uống bù nước điện giải. Đó. Không biết là các mẹ còn có câu hỏi gì để mình trả lời nữa không ạ? Và cái quan trọng nhất khi mà theo dõi con bị sốt là mình theo dõi cái biểu hiện của con. Nếu như con sốt kèm đau đầu, lờ đờ mệt mỏi thì đó là những cái dấu hiệu nguy hiểm. Đó. Các mẹ nên chú ý hơn. Thế còn nếu mà bé sốt nhưng mà vẫn ăn uống chơi bình thường thì mình sẽ bình tĩnh để xử lý bằng diện trần, và mình tìm cái nguyên nhân là tại sao con nó lại sốt. Dán mỗi huyệt số 0 như chị đang dán là được hả chị? Đây ạ, nếu mà con bị sốt do sốt lạnh, tức là nóng bên trong nhưng mà tay chân vẫn lạnh á, thì mình dán huyệt 26 và huyệt số 0 nhá. Đây, huyệt 26 và huyệt số 0 là dán trong trường hợp con sốt nhưng mà chân tay lạnh. Thế còn nếu mà con sốt nóng toàn thân thì sẽ dán huyệt 26 và huyệt 143. Được chưa ạ? Có cách nào đối với bé hay bị sốt co giật không ạ? Sốt co giật là một cái biểu hiện sốt rất là nguy hiểm. Thế thì đối với những bé mà hay bị sốt co giật thì các bố mẹ phải đề phòng cao độ hơn một chút. Nghĩa là không để bé sốt đến 38 độ rưỡi là đã có bé có biểu hiện co giật rồi. Vậy thì những bé mà có biểu hiện co giật thì nên hạ sốt cho bé tích cực hơn. Về cái trường hợp mà bé sốt co giật này á, thì hai huyệt này giảm sốt nhanh. Vâng, hai cái huyệt mình hướng dẫn cho các bạn là hai huyệt giảm sốt nhanh nhất. Thế thì đối với những cái trường hợp mà bé bị sốt co giật á, thì mình nên chú ý bù nước tích cực hơn, để cái lượng nước nó sẽ giúp cho cái thân nhiệt của bé hạ được nhanh hơn. Thì các mẹ chú ý là bù nước cho bé đối với những trường hợp bé bị sốt co giật. 26 và 143 bao lâu thì hạ sốt? Nó sẽ có tác dụng trong từ khoảng từ 3 cho đến 5 phút. Đó là cái thời gian mà điều chỉnh của não bộ. Và cũng cái này thì cũng tùy nha. Tùy từng bé. Có bé thì điều chỉnh nhanh và có bé thì điều chỉnh chậm hơn một chút. Đối với trường hợp sốt nóng á, hai cái huyệt 26 và 143 thì các mẹ có thể đặt một cái viên đá nhỏ. Đây là kinh nghiệm chữa bệnh của chị Anh Thư ở Hồ Chí Minh, học cùng khóa mình 139. Không biết là chị Anh Thư có xem clip này không? Thì khi mà chị chữa hạ sốt cho một bệnh nhân mà bị sốt nóng thì chị chỉ có đặt cái viên đá nhỏ vào đúng cái huyệt 26 và huyệt 143 này, thì ngay lập tức là hạ sốt ngay. Thế nên là mẹ nào mà có con nhỏ mà bị sốt nóng toàn thân thì các mẹ có thể áp dụng cái cách là đặt một viên đá nhỏ vào huyệt 26 và huyệt 143. Mình phải bóc ra ngay rồi, bởi vì là mình đang không có bị sốt mà mình dán như thế thì mình sợ là mình sẽ bị lạnh. Nếu mà các mẹ không còn câu hỏi gì nữa thì mình xin tạm dừng clip ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.